Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mưa gió tiện thì mình vào trong Phú Đa chơi. Thì mình lại ra các cánh đồng đào của bà con làng nghề trồng đào Phú Đa để quay cho các bạn xem, cũng như chia sẻ cho các bạn một cái vườn đào nhà cô ấy. Là trước thì cô cắt cành bán, giờ cô đang chuyển sang uốn các dáng thế khác nhau. Đây, cô đang tạo thế cho cây đào đây. Cô, các cái cành đào như này thì thường Tết thì cô bán có đắt không cô? Cành này hả cháu? Vâng. Cành này thì được khoảng 300 một cành. Vâng. Còn cây này 500-600. Vâng. Cây cô uống rồi này. Vâng. Cháu cảm ơn ạ. Quỳnh nào đang uống? Quỳnh thì cô già, cô biết cái gì đâu mà. Em thì làm ở bẩn mà. Chứ có phải là thợ làm hết đâu mà. Có phải là thợ làm đâu. Đây, như năm ngoái thì cô đã cắt cành rồi. Rồi đấy, cô cắt rồi đây. Vâng. Năm nay cô mới thì năm nay là cô sẽ không để dùng để cắt cành nữa, vì cái gốc này nó đẹp nên cô sẽ tạo dáng thế để đấy, được chưa? Đấy. Cô rất là khéo tay. Khéo. Này cho vào mới khó. Mỗi người có được vài trăm không cháu? Thế cháu ít rồi, nhà bà Kha thụ bá trồng ở đồng cỏ nhiều lắm. Ở cái đồng thả cả. Thế cũng được nhỉ? Từ giờ cuối năm, từ giờ đến 7, 6, 7 cháu lên thì cũng quay tốt lắm. Vâng. Cháu có trồng cam trồng kia cả không? Cháu có, cháu chủ ngày trước chủ yếu là cũng là làm cam. À, có cây cảnh không? Rất từ hồi thì cháu có ở gần cái cô ấy, mà cô coi như là cô định bỏ cái này đi. Nó cô bảo thôi thôi, cái ba ngọn đẹp thì cứ làm mẹ đi. Cô định bỏ không lấy cái cây này ấy. Mà cái ngọn này là phải cắt đi cho nó nguyên gốc đúng không? Đấy, thì hôm nay là mình cũng xin chia sẻ các bạn là cái đào cắt cành thì chuyển sang đào thế và các dáng khác nhau. Bởi vì mỗi người, mỗi nhu cầu của một người chơi cây đào thì người ta sẽ chọn và tìm chơi những cây khác nhau. Nên mình làm đa dạng thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của người chơi. Thì mình cũng xin dừng clip ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và các bạn xem thì nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.